Tiếp theo là em có một chiếc của Casio nữa. Chiếc này cũng là một chiếc chạy bằng pin thường và hết pin là các bác đi thay. Đó. Dành cho các bác tay vừa và tay nhỏ, chiếc này có 1 triệu 450 nghìn thôi. Đây tình trạng các bác có thể check được là nó cũng còn phải đến tầm trên 90% phải 95% các bác. Có một hai vết xước trên dây thôi. Mặt kính không xước. Khung viền vỏ còn rất đẹp. Ngoại hình thì em đánh giá còn khoảng 95% các bác nhé. Bảo hành 1 năm. Xe 38. Dày 10 mm và lắc tu lắc ở đây em đo được là 44,4. Nó hợp với anh em tay vừa và tay nhỏ 16,5 trở lại. Mặt trên này thì nó chia làm hai lòng. Lòng bên trong là vân sọc, còn lòng bên ngoài thì nó là cái vân chạy tia chứa 12 bộ cọc số. Ba kim hai lịch chống nước 50 m và mặt kính là kính khoáng cứng chống xước. Dạ quang thì nó sẽ có trên thân kim giờ, kim phút và còn cọc số thì không có các bác nhé. Đủ để chúng ta dùng vào buổi tối. Núm chỉnh giờ không có logo. Mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số này. MTB1335 là mã dòng, thân thép không gỉ, chống nước 53, 50 m nước, cũng sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Casio ở Trung Quốc và lắp ráp cho thị trường nội địa Nhật. Mô đun sử dụng là 1333. Dây thép lá uốn lại và khóa nó sẽ có logo của Casio. Trên này các bác nào tay tầm từ 16,5 trở lại là đeo thoải mái. Dây thì còn nguyên chưa cắt. Bị kẹt cái dây thẻ tác vào các bác. Chiếc này là mã 6658 và giá là 1 triệu 450 nghìn. Mã 6658. Các bác nào đang quan tâm thì bên em đã có một chiếc này.